vị, trưa Chủ nhật, tuy bên ngoài tiết trời se lạnh của mùa đông, nhưng bên trong hội trường Thư viện Thule trên đường Thule Road, thành phố San Jose, tiểu bang California, không khí thật ấm áp với sự tham dự thật đông đảo quan khách, với đại diện các đoàn thể cộng đồng, chính trị, xã hội như Cộng đồng Người Việt Bắc Cali, Lực lượng Cứu Quốc, Tổ chức Phục hưng Việt Nam, Khu hội cựu tù nhân chính trị Bắc Cali, Trung tâm Việt ngữ Văn Làng, v.v. Đặc biệt, các cơ quan truyền thông trong vùng cũng tham dự đông đảo như báo mỏ San Francisco, Việt Vùng Vịnh, Đài Đáp Lời Sông Núi, để tham dự buổi giới thiệu tác phẩm Những Mảnh Đời Sau Sông Sách của blogger Phạm Thanh Nghiên do Chi hội Phụ nữ Âu Cơ Bắc California tổ chức. Sau nghi thức khai mạc vào lúc 1:30, cô Nguyễn Minh Nguyệt, trưởng ban tổ chức và cũng là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Âu Cơ Bắc California, ngỏ lời chào mừng quan khách và trình bày ý nghĩa của buổi ra mắt sách này như sau. Và cũng chính để thực hiện tôn chỉ của hội, hôm nay Chi hội Phụ nữ Âu Cơ miền Bắc California đã quyết định đứng ra tổ chức buổi giới thiệu tác phẩm Những Mảnh Đời Sau Sông Sách của blogger Phạm Thanh Nghiên, một nhà đấu tranh dân chủ và là một cựu tù nhân chính trị của chế độ Cộng sản Việt Nam, và hiện đang tiếp tục trực diện đấu tranh kiên cường với vùng máy đàn áp bạo ngược của Cộng sản Việt Nam. Nhưng thưa quý vị, ngoài việc thi hành theo tôn chỉ kể trên của Hội Phụ Nữ Âu Cơ, thì việc các chị em chúng tôi quyết định tổ chức buổi ra mắt giới thiệu tác phẩm Những Mảnh Đời Sau Sông Sách của blogger Phạm Thanh Nghiên hôm nay là cũng để cho mỗi cá nhân chúng tôi chia sẻ phần nào những tủi hổ nhọc nhằn của tác giả và cũng như của bao nhiêu nữ tù nhân chính trị khác đang bị đày đọa trong ngục tù của chế độ phi nhân, hèn với giặc Tàu và ác với dân Việt, như là mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, là Trần Thị Nga, là Phạm Thị Phượng, là Ngô Minh Ước, vân vân. Và còn có thể rất nhiều những nữ tù nhân chính trị khác mà chúng ta chưa biết hoặc là không biết đến, mà không phải chỉ chia sẻ với các nữ tù nhân chính trị, còn bao nhiêu nữ tù nhân thường phạm vì hoàn cảnh sống trong xã hội cộng sản cũng bị giam giữ tù đầy, cũng bị khổ nhục, rất đáng thương, rất đáng được chia sẻ sự thống khổ với quý vị. Trong phần giới thiệu tác giả, mời quý thính giả nghe bà Phạm Thiên Thanh, Tổng Bí thư Tổ chức Phục hưng Việt Nam và cũng là một trong những người sáng lập Hội Phụ nữ Âu Cơ cho biết. Cô bị Bảo viện Cộng sản bắt giữ với cái tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa và bị kết án 4 năm tù trong nhà giam và 3 năm quản chế. Nhưng tại sao? Tại vì cô chỉ biểu tình chống Trung Cộng chiếm đất biển đảo của Việt Nam mà cô bị tù. Ngoài cái việc mà cô bị tù đó, sau khi cô ra thì cô còn bị công an theo dõi, đánh đập, và không những cô mà cả gia đình cô cũng bị làm phiền. Và nhiều lần, rất là nhiều lần bị mời đi lên trên đồn để mà làm việc. Cô Phạm Thanh Nghiên với tác phẩm Những Mảnh Đời Sau Sông Sách. Tên cuốn sách Những Mảnh Đời Sau Sông Sách dày 52 trang, một nửa tiếng Việt, một nửa tiếng Anh, 512 trang. Vâng. Đã nói lên nội dung của tác phẩm, đây là một cuốn bút ký ghi lại bằng tim óc, bằng máu và bằng nước mắt về những mảnh đời nhục nhã nhất, đau đớn nhất và man rợ nhất ở trong bốn bức tường tù Cộng sản Việt Nam. Nếu hỏi động lực nào đã thúc đẩy Phạm Thanh Nghiên dấn thân đấu tranh và thực hiện cái tập bút ký này, thì cô đã viết thổ lộ như thế này: chúng tôi không thể sống và thức dậy mỗi sáng để đón nhận sự sợ hãi, không còn cách nào khác, chúng tôi phải bước qua. Và chính khát vọng tự do, khát vọng được sống với đầy đủ quyền con người của mình đã thúc đẩy chúng tôi đi về phía trước. Đó là lời tuyên bố của Phạm Thanh Nghiên. Phụ nữ Việt Nam với gần 5.000 năm lịch sử, 1.000 năm dưới chế độ đô hộ của giặc Tàu, 20 năm chế độ nô lệ đặc Tây và bây giờ hơn 40 năm dưới chế độ vô nhân cộng sản. Họ như thế nào? Họ vẫn ngẩng đầu lên nhìn trên thế giới, ngẩng đầu nhìn vào mặt bạo quyền, và dù chân có mang gông cùm, họ cũng nói lên được
tiếng nói của lương tâm. Đất nước, sông biển, tự do là của dân tộc Việt. Và chúng tôi đứng lên đòi lại tất cả những điều đó, dù phải hy sinh tự do, an toàn và cả tính mạng của mình. Đó là những mẹ nấm, những Phạm Thanh Nghiên, những Tạ Phương Tần, những Trần Thị Nga. Đó là những người phụ nữ chúng ta rất lấy làm cảm phục và hãnh diện có ở trong phụ nữ Việt. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng không nên nói nhiều về cuốn sách của mình, để dành để cho những ai mà có nhu cầu quan tâm tìm đọc cuốn sách của tôi. Nhưng mà theo suy nghĩ của tôi ấy, thì nếu như nói Việt Nam là một nhà tù khổng lồ để ám chỉ việc Việt Nam không có nhân quyền, tự do và dân chủ, thì tôi tin chắc rằng không chỉ những người dân sống trong lãnh thổ Việt Nam mới là những tù nhân. Tù nhân còn là những người Việt Nam ở nước ngoài đang định cư ở những nước tự do nhưng đã góp tiếng nói về quốc nội để mong muốn Việt Nam có nhân quyền, để mong đất nước được thay đổi, cũng là những tù nhân. Tôi gọi đó chính là những người tù bị cầm tù ở bên ngoài biên giới. Bởi vì chúng ta đã ghi nhận nhiều trường hợp những người Việt Nam chỉ vì lên tiếng đòi nhân quyền cho Việt Nam mà không được nhập cảnh. Có được một người cựu tù Việt Nam Cộng Hòa ở Pháp có viết cái lời mà nhắn nhủ với cổ và kể cho cổ nghe đó, là tôi nói cho cô Nghiên biết đó, là ở miền Bắc có một cái chùa và có một cái bia để mà tưởng nhớ tới 626 linh hồn của các vị tù mà đã tử nạn trong cái tù Ba Sa đó. Và cổ nghe như vậy thôi và cổ đã một mình khăn gói đi tìm, và thưa quý vị, và sau một cái thời gian thì cô tìm được đó, cô đã tìm được một cái chùa nhỏ ở miền Bắc và trong đó có một cái bia thờ là 626 linh hồn tử vong tại trại Ba Sao từ năm 1975 đến năm 1988. Mà thưa quý vị, ngay cả vị gọi là trụ trì cũng rất là ngại ngùng, rất là ngại ngùng khi biết là tại sao có người biết tại cái chùa mình có cái miếu thờ như thế này đó. Và ông cũng sau khi tin tưởng thì ông cũng mới tìm ra, và cô đã chụp ngay cái tấm hình này thôi quý vị. Chỉ trong một cái trại tù Ba Sao thôi mà ghi danh tánh đầy đủ là hương đến tới 626 người tù Việt Nam Cộng Hòa. Và thưa quý vị, và cái việc này ai làm, ai đề nghị và ai chủ xướng việc làm cái bia đá này thưa quý vị? Một quản giáo trại tù họ đã làm cái điều này. Có thể do lương tâm thúc đẩy, và cũng có thể người ta giải thích là do họ sợ rằng 626 linh hồn này sẽ là quấy nhiễu trừng phạt họ. Nhưng mà đó là sự thật, đó là một cái điều mà lúc nào tôi nghĩ đến, làm sao để tạo được võ sĩ ngang cơ với Đảng Cộng sản. Tôi thấy hôm nay buổi ra mắt sách hôm nay là một điều hết sức là may mắn cho tôi và cho tất cả những người Việt Nam hiện đang sống ở đây, là chúng ta có sáng mắt ra chưa để nghe cô giáo Lam đã nói rằng 30 năm rồi mà chúng ta cũng chưa sáng mắt. Vậy thì bây giờ phải cố gắng tạo ra một võ sĩ, và tôi mong rằng nhà báo Huỳnh Lương Thiện sẽ giúp ý kiến trong việc đó. Và thưa quý vị, như chúng tôi đã trình bày ngay từ đầu là toàn bộ số tiền bán sách chúng tôi thu được ngày hôm nay ở Bắc Cali cũng như ở tất cả những tiểu bang trên nước Mỹ và ở những nước ngoài, tất cả tiền bán sách được chúng tôi đều gửi về cho chính tác giả là blogger Phạm Thanh Nghiên 100%. Chúng tôi không lấy một hoa hồng nào của phần bán sách. Dạ, thì hiện tại thì sách đang được bán ở bên dưới hội trường với giá là 25 đồng một quyển. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho blogger Phạm Thanh Nghiên. Buổi ra mắt tác phẩm Những Mảnh Đời Sau Song Sắt kết thúc lúc 4 giờ chiều sau phần quan khách dùng tiệc trà thân mật và hàn huyên trò chuyện cùng nhau. Được biết, ngoài địa phương Bắc California, Hội Phụ Nữ Âu Cơ còn tổ chức các buổi ra mắt tác phẩm Những Mảnh Đời Sau Song Sắt tại một số thành phố khác như Denver, tiểu bang Colorado, tại Dallas và Houston, tiểu bang Texas, cũng như tại Paris và có thể tại Đức Quốc trong những ngày tháng tới.
Bảo Trần, tường trình từ San Jose, miền Bắc California, Hoa Kỳ.